Xin chào tất cả quý vị, Hải Sơn đang có mặt tại sự kiện Hà Nội AV Show 2023 Và đây là phòng nghe chính của Thiên Hà Audio có tổng diện tích lên tới 190m2 Và ngay bây giờ thì Hải Sơn sẽ dẫn tất cả quý vị đi tham quan phòng nghe của Thiên Hà Audio Và càng về cuối clip thì càng hay, càng có nhiều thứ mới Và xin quý vị hãy xem hết clip này Và ngay bây giờ thì hãy theo chân Sơn bước vào trong căn phòng này chúng ta sẽ bắt đầu với khu vực đầu tiên Đó chính là khu vực JBL Authentic Đây là một khu vực được bài trí rất là bài bản và trông rất là chất Sự kết hợp của nhà phân phối chính hãng JBL là Phúc Giang Cùng với Thiên Hạ Audio để đưa đến cho tất cả quý vị những cái góc setup trưng bày đẹp Ở đây chúng ta có những cái sản phẩm mới được ra mắt Đó chính là dòng JBL Authentic A300 và A500 Đây là mẫu A300 Còn đây là mẫu A500 Và còn đây là chiếc mâm đĩa than JBL Spinner BT tức là nó là mâm đĩa than nhưng mà lại có kết nối Bluetooth Đây cũng là lần đầu tiên JBL làm ra những cái mâm đĩa than Và những cái dòng loa này thì sẽ sử dụng cho những uh, uh, có thể là phòng khách hoặc phòng ngủ Nói chung là chúng ta muốn một hệ thống loa để bàn mà cho âm thanh hay và chất Nhưng mẫu này thì chúng ta có thể sách đi chơi nó có pin Còn mẫu này nó là dòng loa để bàn cỡ lớn Nó có mức công suất lên tới là 270W âm lượng thì rất lớn và âm trầm thì cực kỳ mạnh mẽ và chúng ta sẽ đi tiếp khám phá thêm những khu vực khác ở trong gian phòng rất là lớn này. Ở à, đây là khu vực uh, trưng bày về thương hiệu uh, Focal với đôi uh, Focal Scala Utopia Evo uh, và một số sản phẩm đến từ Rotel Michi và NEM Và đây chính là hệ thống uh, nghe thứ hai trong căn phòng này. Uh, hệ thống này thì cũng uh, rất là được nhiều các bác yêu thích. Ngay khi uh, các bác bước vào căn phòng này thì uh, nhất là những uh, audiophile trung niên và cao tuổi lập tức bị chú ý bởi một đôi loa nhìn trông rất là cổ điển, à, có rất nhiều người bước vào và nói ô cái loa gì nhỉ trông nhìn cổ thế à, thì đây chính là đôi loa hà 40.3XD đôi loa cao cấp nhất đứng đầu bảng của thương hiệu này và nó có một cái màu vàng rất là đẹp làm chắc nịch ba đường tiếng Đấy. À, hệ thống này thì sẽ được phối ghép với à, chiếc à, âm ly công suất Luxman à, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ hệ thống này là Luxman hết gồm có pre pow Luxman đầu đĩa CD cũng của Laxman và ngoài ra thì còn có một số các thiết bị khác để trưng bày cho tất cả quý vị cùng xem đây là chiếc âm ly tích hợp Laxman L595A Special Edition cả Việt Nam có hai chiếc thôi và trên toàn thế giới cũng chỉ có 300 chiếc và ngoài ra thì sẽ sử dụng thêm một chiếc subwoofer của thương hiệu Real Acoustic đến từ Anh đây là đôi ở à đây là chiếc subwoofer S812 nó có mức công suất lên tới 800W lý do sử dụng subwoofer đó là đây là một căn phòng rất lớn Có diện tích 190 mét vuông Nếu mà chúng ta chỉ khai thác giải trầm của đôi loa này Thì nó sẽ không đủ đầy đặn để đáp ứng cho tất cả những khán giả đang ngồi nghe Và thêm nữa thì reo nổi tiếng với những cái dòng phơ chuyên để nghe nhạc Và khi chúng ta kết hợp và matching một cách cẩn thận Điều chỉnh từ tần số cắt về pha rồi gain âm lượng thì chúng ta sẽ có một màn trình diễn tiếng trầm cũng rất hay, nó rất là đầy đặn và nó ăn khớp luôn với loa chính thì đây là một cái hệ thống cũng được rất nhiều người yêu thích và được rất nhiều khán giả nghe và phản hồi rất là tốt. Dòng loa Hubbard thì mạnh về giải trung âm, trung âm rất là hay, âm thanh rất là dày dặn và đặc điểm là chúng ta có thể nghe lâu mà không mệt. Và chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhỏ nhưng mà cũng là những sản phẩm được yêu thích và đã có mức tiêu thụ rất là tốt. Quý vị có thể thấy đây là những mẫu loa cũng là loa để bàn nhưng là dạng ngang, nó có thể thay thế cho những cái loa thanh. Với chất lượng âm thanh của những cái dòng này thì cao hơn nhiều. Đây chính là chiếc JBL L75MS. Sản phẩm này thì trông nó rất là lớn và đồ sộ. Thì sẽ sử dụng cho những cái phòng nghe ví dụ khoảng tầm 30 mét vuông đổ lại. Và JBL cũng mới giới thiệu phiên bản nhỏ hơn. Đó chính là L42MS. Thì sẽ sử dụng cho gian phòng khoảng dưới 20 m vuông. Thì xu hướng bây giờ là sẽ sử dụng thêm những cái loa để bàn loại cỡ lớn hoặc là những cái hệ thống mà all in one để cho những phòng nghe phụ hoặc có thể gọi là phòng nhì. Như vậy là chúng ta sẽ đơn giản hóa đi tất cả các vấn đề liên quan đến phối ghép này, âm ly này hay là đầu đĩa, vì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nhạc uh, trên internet rồi có thể stream truyền qua bluetooth hoặc là qua giao tiếp wifi thì uh, nó cũng rất là tiện lợi. Còn như quý vị đang nhìn thấy chúng ta đang đứng luôn ở khu vực uh, JBL với sự kết hợp của nhà phân phối Phúc Giang và Thiên Hà Audio đây là một cái set trông rất là nóng phải không ạ? Với toàn bộ cái banner này màu cam. Ở đây thì uh, Thiên Hà trưng bày ra một số các model lo, dòng loa cổ điển của JBL. Chúng ta có thể thấy rằng là ở đây có đôi loa L52 Classic thì uh, nó là thu nhỏ của L82 và uh, nó lại là như là thu nhỏ của L100 Classic Mark 2 uh, trông cũng rất là xinh. À, những cái khu vực này cũng được rất nhiều à, à, khách tham quan à, Quan tâm hỏi về giá cũng như là à, hỏi về cách phối ghép L100 Classic 32 thì sản phẩm cũng mới được ra mắt cách đây khoảng tầm 4 tháng Và quý vị có thể lên Youtube của Thiên Audio để tham khảo thêm các video Ở đây là đôi loa quen thuộc rồi JBL S3009 trong cái series là Synthesis Và cũng lần đầu tiên tại Việt Nam và lần đầu tiên tại AV Show luôn Đó là sự giới thiệu ra mắt của JBL với mâm đĩa than này, đầu CD này và thêm một chiếc âm ly nữa là JBL SA 550. À, ở trên đây có chữ not for sale luôn, tức là đây không phải sản phẩm để bán mà chỉ để trưng bày thôi và cũng chưa có giá bán chính thức. nhưng tất cả những sản phẩm này thì Hải Sơn nghĩ rằng sẽ có những mức giá tốt và nó cũng nằm ở phân khúc Hi-Fi để dễ tiếp cận tới mọi người. À, Hải Sơn nghĩ là có thể ở trong tháng tới hoặc là bắt đầu sang năm mới thì sẽ có giá chính thức và sẽ có những sản phẩm chính hãng và lúc đó thì Hải Sơn sẽ làm những clip phối ghép để cho mọi người cùng trải nghiệm những sản phẩm này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một dãy toàn loạt Bauer and Winkin. À, đây là thương hiệu à, một trọng thương hiệu chủ lực của Thiên Hào Điêu. À, các bác có lẽ rất quen thuộc với à, cái thương hiệu Bauer and Winkin đến từ nước Anh này. À, chúng ta sẽ có sản phẩm như là à dòng à, series 6 này, à, 603 S3. À đây là cũng là cái sản phẩm à, series mới này, thay thế cho S2. Rồi chúng ta có cái dòng à, búp sale của nó. À, rồi tiếp đến chúng ta có dòng à, series à, series 7, đây là 703 S3, à đôi loa đứng thứ nhì à, sau cái dòng 702 S3. Đấy, màu gỗ rất là đẹp. Rồi và chúng ta sẽ đi tiếp sang dòng series 8. À đây là những cái đôi à, loa thuộc dòng D4, à, nó chính là Đôi 803D4 Đây, 803D4 màu sáng này trông rất là đẹp Nếu mà căn phòng của chúng ta mà trông hơi tối Thì đặt một cặp loa này vào nhìn Nhìn nó sáng hơn, nó sẽ có điểm nhấn hơn Và tiếp tục đến với một phiên bản Đó chính là 802 802D4 này thì có màu Black Piano đen bóng à, Dù sao thì vẫn phải nói là cái phiên bản màu đen bóng này Trông nó vẫn cực kỳ là sang trọng Màu đen mà lại bóng nữa thì là tiêu chuẩn sang trọng nhất rồi và cái nước sơn của cái dòng 800 này thì Hải Sơn không thể chê được vì họ sơn rất là nhiều lớp và đánh bóng một cách cực kỳ hoàn hảo nên thậm chí có thể ra đây đứng soi gương được luôn trông rất là sang trọng tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cặp loa rất là mới đó chính là cái cặp 805 nhưng mà 805d4 này là phiên bản signature thực ra là nó có màu midnight blue nhưng mà trên video thì có lẽ chúng ta rất khó quan sát được cái cái màu này, nếu mà có ánh sáng trắng đánh vào thì chúng ta sẽ thấy là nó ánh lên một cái màu gọi là màu xanh bóng đêm, trông rất là đẹp. Những cái dòng sản phẩm signature này là cái dòng cao hơn một chút so với 805D4 bình thường. Họ sẽ cải thiện ở phân tần, một số cấu trúc nhỏ phía bên trong để đem tới cái chất lượng âm thanh tốt hơn nữa và đồng thời là nó cũng có cái màu riêng biệt mà không gặp được ở những cái phiên bản bình thường. Và cuối cùng chúng ta đang đứng ở khu vực chính rất lớn Khu vực này sẽ trình diễn bộ dàn nghe chính của Thiên Hà Audio Đó là bộ dàn gồm có loa 801 D4 Signature Đôi loa này thì có mức giá tham khảo chính hãng lên tới là 1 tỷ 350 triệu Nó có cái màu vân gỗ này rất là đẹp, trông rất là sang trọng Thì như Hải Sơn đã giới thiệu thì phiên bản Signature Nó sẽ có màu đặc biệt này và nó sẽ cải thiện mạch phân tầng và một số cấu trúc bên trong Và đương nhiên giá nó sẽ đắt hơn một chút Nó đắt hơn khoảng tầm 300 triệu so với phiên bản 801D4 bình thường Tất cả hệ thống này thì sẽ được phối ghép với một trong cái thương hiệu Cũng là thương hiệu chủ lực của Thiên Hạ Audio Đó chính là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ maxin tốt có thể phối ghép được với rất nhiều thương hiệu khác nhau Và có lẽ quý vị cũng đã quen thuộc với những cái setup tốt và bao WinKin tại vì đây là những cái phối ghép tham chiếu chuẩn uh, ở trên thế giới nó thực sự là cân bằng được âm thanh của loa và đem tới cái hiệu quả trình diễn thực sự cũng rất đáng ngạc nhiên nếu như chúng ta phối ghép tốt uh, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cục bao ở đây nhưng thực sự dùng chúng ta sẽ dùng hai cục bao này đó chính là mc 451 đây là power bán dẫn lai like đèn uh, có tổng công suất là 450w và một dàn các cái thiết bị uh, uh, như là đầu uh, uh, CD MCD 12.000 này Bộ C12 Controller này Và C12 Premium Leafer Cái này thì hai món nó đi cùng với nhau Và mâm than này Ngoài ra ở phía góc này còn có cái đầu uh, uh, băng cối của Nagra uh, Thì uh, À, thiên Hà sẽ trình diễn rất là luân phiên. Chúng ta sẽ vừa nghe cả đĩa CD, chúng ta sẽ vừa nghe cả băng cối. Thì chất âm băng cối của những cái bộ mà thật sự là nó cũng rất là đỉnh này thì nó cho âm thanh cực kỳ là dày dặn, nghe rất là ấm, nhất là khi nghe giọng nam à, hát chậm rãi thì rất là tuyệt vời. Và đây cũng là không gian bài trí à, à, mà được khách hàng đánh giá cao về tính thẩm mỹ cũng như là cái cái cách mà hệ thống được phối ghép và tinh chỉnh đem đến cái âm thanh cũng rất là sống động và làm giữ chân được rất nhiều khách hàng trong cái kỳ triển lãm này. Mọi người tham quan thì xếp kín quay xung quanh rất là đông. Quý vị có thể đang nhìn thấy những hình ảnh mọi người tham quan rất đông ở trên màn hình. Và Hải Sơn cũng muốn nhắc tới hệ thống bốn cái loa sub reo ở để ở phía đằng sau. Đây là reo no 31 mỗi bên hai chiếc được tính toán cắt cẩn thận đem lại một cái trải nghiệm âm thanh phải gọi là hoàn hảo về giải trầm giải trầm xuống thực sự cực kỳ sâu và rất uy lực. Bản thân đôi 801 d 4 signature này thì đã có cái giải trầm rất là sâu và và hay rồi. Thế nhưng mà trong cái gian phòng lớn này và cũng là muốn demo thêm cái cái năng lực của Rail thì Thiên Hà đã sử dụng thêm cả serverfer uh, Rail Nova 31. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một số những cái sản phẩm của tốt cũng được trưng bày ở đây. Đấy, để mọi người có thể quan sát đây là những sản phẩm rất là quen thuộc. Và đó là tất cả những gì mà Hải Sơn muốn giới thiệu trong gian phòng này có tổng diện tích lên tới 190 m vuông. những ngày triển lãm thì gian phòng của Thiên Hà thật sự rất là đông Mọi người nghe bộ chính này trong khoảng 20-25 phút Sau đó thì chúng ta lại quay ngược lại để nghe bộ dàn thứ hai Đó chính là bộ Harbert mà Hải Sơn đã giới thiệu Và tất cả mọi người thì đều có những cái phản hồi Hải Sơn thấy là những phản hồi tốt Và rất cảm ơn những khách hàng đang xem video này Và những khách hàng đã đến triển lãm và vào trong phòng nghe của thiên hà audio thiên hà xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những clip lần sau